Hi, xin chào các bạn nha, mình là Phúc Phan TV đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay dầu, thay thay phân cây dầu. Thì cây dầu của mình đây, nó hơn nay gần 2 tháng rồi, mình chưa có thay thay phân cho nó. Thì bắt đầu cái lá của nó bắt đầu nó mọi người thấy cái lá của nó không? Bắt đầu nó cái hiệu vàng lá rồi. Đây. Thì hôm nay mình sẽ thay phân đó. Phân phân của nó bữa lúc trước mình mới trồng thì nó mình đổ cho nó bằng ở trên đây nè, bằng cái mặt này. Nhưng mà do mình tưới á, mình tưới một thời gian lâu dài quá cái là nó hụt xuống gần cả lóng tay luôn, ba lóng tay luôn rồi nha. Nè. Đó. Lúng sâu quá, gần ba lóng tay luôn. Thì bây giờ nó như chắc là cây này nó bị lâu quá, nó bị thiếu phân. Bây giờ mình dọn mấy cái lá nó bị héo. Này nó cũng nhảy ngó nhiều à. Nhảy ngó cũng nhiều à. Xong giờ lá nó bắt đầu nó vàng, nó ố nè. Nhưng nó không đủ phân nữa đó. Đây, đây là cái lá nó vàng, nó ố nhiều rồi, nhiều xuất hiện nhiều à. Bắt đầu mình thay phân cái chậu này. Thì cái phân thay phân chậu dâu này thì công thức pha phân ở bên đây nè, mình mới trộn sẵn. Đây là phân bò với sơ dừa mình mua mình để hôm nay nè. Đây là sơ dừa nè, với đất mình lấy ở ngoài thôi. Thì mình pha tỷ lệ là sơ dừa 4, còn phân bò với đất là 3:3 là thành 10. Ba cái dâu này coi vậy chứ nó dễ trồng lắm. Thì bữa nay bây giờ mình sẽ thay phân cây dâu này. Chung là cây này nó nhảy ngó cũng nhiều lắm mà mình ngắt ra hết rồi. Cây này bữa mình trồng cây dâu cái mô nha. Nay được 4 tháng. Phân thì hết phân rồi. Còn rồi. Nay thôi mình tiến hành mình thay phân. Thì để mình thay phân cái chậu dâu này thì mình sẽ lấy cái chậu tương đương, mình sẽ lụm một miếng rơm mình lót ở dưới để cho mình tưới nước á, cái phân nó không có chảy ra, nó chảy ra cái lỗ này. Đây là một miếng rơm mình vừa lụm lại cái đống rơm dưới sau lưng mình á, bữa mình mới lụm được một xe. Thì cái này mình lấy mình lót ở dưới cái lỗ này nha. Đây mình làm thí dụ cho mọi người xem. Đó. Thì mình lót nó vậy để mình bỏ cái mình xúc cái phân này vô nè, mình tưới nước nó không chảy xuống mấy cái lỗ này nha. Nói chung là mình bỏ đá nào cũng được, nhưng mà ở đây mình có rơm, mình thích bỏ rơm sau này nó mục nó thành phân luôn. Bỏ đá thì nó nặng. Rồi, bây giờ thì xúc phân vô thôi. Đó, bây giờ là cứ xúc đổ vô trong chậu. Rồi. Vô đây là đủ rồi, tại vì cái phân kia nó cũng còn. Đây. Cái phân này mình xúc khoảng mình canh nó khoảng nhiêu đây thôi nha. Thì bây giờ mình chiết cây chậu cái chậu rau này ra. Đây các bạn, cái chậu rau này nó có một cái cây cái ngó ở trong đây. Cái ngó ở trong đây thì do mình lúc bữa nó hồi bữa nó ra mấy cây con á, mình làm biết chiếc vô cái mình bỏ trong nó sống trong đây luôn. Thì giờ mình sẽ sắn ra. Đây, sắn theo kiểu thức này đây. Để mình lấy lại cái ngó nha. Phân thì mình gọt bớt. Rồi, mình cứ lật ngược nó xuống là nó xuống thôi nha. Đây các bạn, đây cái bộ rễ của nó rất là cực mạnh luôn nha. Đó, thì bây giờ mình bỏ vào cái chậu mới. Đây, xong rồi mình có, tại vì mình muốn cho cái phân mình nó tốt, cái cây này nó tốt á, mình có mua một phân gà,
con gà này thì mua ở trên Shopee nó chỉ có 10.000 ký à. Mình sẽ đổ phân gà xung quanh. Phân gà, phân bò gì cũng được á, nói chung là chỗ nào có phân nào thì mình trồng phân đó. Tại mình để phân này cho nó nhiều để sau này mình lâu thay phân nữa. Xong rồi mình xúc đất cho nó đầy thêm nữa thôi. Rồi sau khi mình mới cho phân gà để vô xung quanh thì mình sẽ xúc cái phân này vô tận cho nó đầy thêm cái này. Cái dâu này thì cũng rất dễ trồng thôi, nhưng mà mình ở xứ nóng thì mình hơi kỹ một tí, còn người ta xứ lạnh thì người ta trồng nó dễ hơn nhiều. Đó, vì là mình đã vừa thay phân xong cái chậu dâu của mình. Còn cái ngó này thì mình sẽ trồng tiếp trong cái chậu này luôn. Mình sẽ giờ cái ngó này. Cái ngó này là của cái cây này nãy nè. Nó có một cái ngó con nữa nè. Nó có một cái ngó con nữa. Ngó nó rất là bự luôn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ giờ cái này vô chính giữa. Mình sẽ đổ cái phân này xuống dưới. Mình sẽ làm như một cái chậu mới luôn. Cái này một lát mình đã xong cái chậu mới này rồi. Bây giờ mình chỉ cần tưới nước là nó sẽ để trong mát khoảng chừng 2 ngày hoặc 3 ngày là các bạn đem ra, bộ rễ của nó sẽ phát triển là nó sẽ sống tốt bình thường thôi. Cây này chắc mình thay phân đợt này nữa là xong nó ra trái, tại hôm nay mình là cho nó ra ngó, mình lấy ngó thôi. Mình đang nhân giống vườn dâu mình nên mình không có để cho trái nha. Đó, thì cái chậu của mình hồi sau 3 tháng mình tưới nó sẽ mắc hết ở ngừng 3 lắm phân, nó lúng xuống á thì mình thay lại cho phân nó đầy, cây nó sẽ tốt hơn. Đấy là một chậu dâu của mình đã xong rồi nha các bạn. Còn cái chậu dâu này thì mình sẽ tiến hành thay phân sau. Mình đã vừa hướng dẫn các bạn thay phân xong rồi, các bạn cứ chọn ba, nói chung là các bạn cứ mua một bao phân bò. Tùy theo mọi người thôi, có mọi người sở thích thì thích chọn phân dừa, một bao phân dừa, nửa bao phân bò, nửa bao đất cũng được, có ai có chấu thì cho vô cũng được, nói chung là vỏ chuối rồi vỏ hộp gà hộp vịt gì đó cho vô hết. Cây dâu này nó nói chung là trồng phân là tốt thôi. Thì mình đã vừa thay phân xong, mình thì chọn theo công thức là cứ hai một bao phân dừa, nửa bao phân bò, với nửa bao đất. Đất mình ra ngoài vườn mình đào mình trộn như thôi. Đó, thì cái mình đã vừa thay xong một cái chậu dâu này. Thì để sau này mình để kết quả của nó mình sẽ cho mình quay cho các bạn xem. Thì clip mình tới đây là thay phân cái chậu dâu mình tới đây là kết thúc nha. Hẹn mọi người trong clip sau, mọi người hãy đăng ký ủng hộ mình để mình làm về vườn dâu nữa. Lúc này mình rảnh mình thích trồng trái cây, trồng cây đồ chơi. Rồi, tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye. Bây giờ mình tiến hành mình cúp máy để mình xử lý cái chậu dâu con này. Cái dâu con này mình sẽ dời nó vô chính giữa, nó có cái ngó nè. Ngó này bỏ uổng. Ha. Bye bye, tạm biệt các bạn trong clip sau nha. Bye bye.